Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cái kênh của mình, Tomoko đây. Và sau cái tin vừa rồi mình đã đăng á, là GTA nó đã kiểu như là nó đã login một cách rất là nhanh rồi, cho nên là mình sẽ chính thức quay trở lại làm video về GTA nhiều hơn. Cho nên là bạn nào có ý tưởng nào á, cứ góp ý bên phía bên dưới phần comment nha. Cái nào mình cảm thấy mình làm được thì mình sẽ làm. Và mình ở những thời gian tới đây á, thì mình sẽ làm những cái video mà nó dễ nhất đối với mình, dễ làm nhất, đó là mình sẽ review những cái phương tiện trong game để cho các bạn biết, để cho các bạn trước khi các bạn mua thì các bạn cần biết những cái gì về những cái phương tiện đó. Chứ còn trước đây thì nếu bạn nào đã theo dõi cái kênh của mình rồi á, thì đã biết khá là nhiều về những cái thủ thuật và những cái cách chơi cơ bản của GTA, cách kiếm tiền cơ bản của GTA rồi. Nên là sau mình sẽ chuyển sang một cái hướng mới, đó là chúng ta sẽ là review những cái phương tiện trong game. Chúng ta khởi đầu là như thế thôi. Thì vô cái chủ đề chính của cái clip hôm nay á, là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái mẹo nhỏ xíu thôi, không có gì hết trơn á, đó chính là tận dụng cái thời gian login nhanh để mà chúng ta làm được cái trò này. Đó chính là spam location. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trước đây á, các bạn login lâu lắm đúng không? Các bạn đi di chuyển tới chỗ này, di chuyển tới chỗ kia nó khá là khó. Và nó không phải khó gì mà nó xa và các bạn lười. Ok, các bạn có thể lười như mình. Thì á, chúng ta có hai cách. Cái cách đầu tiên mà hồi xưa mình hay dùng á, đó chính là chờ cái tin nhắn của Lester tới để mà chúng ta có thể spam tới cái house của mình. Ví dụ như chúng ta có hai cái dạng house là ở đây, là bên đêm đây, là chúng ta spam lên đây là nó sẽ đi vòng quanh cái khu trên đây, và spam ở dưới đây là cái hai cơ bản, năm cái hai cơ bản á đó, thì để nằm dưới đây. Thì đó là cái cách spam nó cơ bản nhất. Thì sau khi cái việc mà nó fit cho chúng ta login nhanh rồi á, thì cái này nó mới sẽ có tác dụng nè các bạn. Đó, các bạn chọn cái địa điểm spam của các bạn nha. Các bạn chọn cái địa điểm spam mà các bạn muốn tới. Ví dụ như mình muốn ở cái gara ở đây. Rồi, mình bấm. Đầu tiên các bạn bấm chữ M nè, các bạn chuyển ở đây. Đó, bấm ở đây các bạn chọn cái chỗ mà các bạn muốn bay tới chỗ đó. Thì các bạn bấm online, các bạn bấm Find New Season luôn. Đó, và các bạn đợi cũng chừng tầm 40 giây hay tầm gần phút gì đó là các bạn đã tới hẳn ngay cái địa điểm đó mà các bạn đã muốn rồi. Đó là một cái mẹo khá là nhỏ, là chúng ta tận dụng được tối đa cái việc mà game nó login nhanh. Đó, nó rất là tiện lợi. Nên kể từ bây giờ mình muốn đi tới chỗ nào nó nhanh thì mình chỉ cần bấm cái nút đó thôi là xong. Hoặc là hacker nào mà có thì bấm bằng cái chuyển qua season khác chơi đó, thì cho nó lẹ. Nên clip này mình chỉ là nói sơ sơ qua chút xíu thôi. Và hết clip này thì mình sẽ làm một cái clip review về một phương tiện nào đó trong GTA Online, và các bạn hãy đón chờ nha. Nhớ bấm subscribe, like cho mình nha. Và cứ có bất kỳ một cái ý kiến, một cái sự góp ý, ý tưởng nào các bạn có việc nói cho mình đó, và mình sẽ thu nhập từng cái và mình sẽ cố gắng mình làm cho các bạn. Thấy chưa? Đó, mình spam tới đây. Đó là nó đã tới. Thấy không? Các bạn muốn chỗ nào thì các bạn bấm spam location và chọn địa điểm thôi. Đó, và đó là tất cả những gì video này mình muốn nói tới. Muốn như một cái miệng này nhỏ thôi nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chân thành cảm ơn. Chỉ biết cảm ơn thôi. Ok, bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo.